Cái tiếp này có con bướm xinh nhở. Ai hướng dẫn con làm đấy? Cả bông hoa nữa, đẹp đấy. Bông hoa này con xem này, đầu tiên lấy một mảnh bé, cắt một nửa phần này đi, xong rồi lấy phần này cuộn lại, lấy băng dính dính phần này, dính làm sao, xong rồi bây giờ con nên làm hoa à? Cắt cánh hoa, sau rồi mình sẽ vẽ mấy cái nhụy bên trong, nhụy màu gì cũng được. Màu vàng trước giống này. Khỏe. Hai nhân ơi, lấy cho tôi màu xanh nước với cả màu cam. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn. Lại còn phải khỏe nữa. Mẹ ơi, không muốn ăn nữa. Vậy là xong rồi. Đẹp quá. Làm một bông hoa. Rất là một bông hoa. Hay là mình làm ba bông hoa. Đẹp bông hoa này. Làm một đầu rồi. Để xem cái biểu tiếp của con nào. Tên tên. Đẹp quá. Con có viết gì nữa không? Không biết. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Đẹp là gì? Ui, cái gì này? Để đó, để đây nè. Để đây mà. Ừ. Con hoàn thành tác phẩm chưa? Rồi. Còn bên trong nữa. Yeah. Chúc mừng con nhé. Thì đó là hoàn thiện tiếp. Ôi, sao mãi không được. Đây, sắp được rồi. Dán vào đây thôi. Đẹp đấy. Nó rất hợp cái màu vàng vàng xanh xanh ở dưới ngày nhà giáo. Xinh. Ok. Vậy là đã xong rồi. Nào con cầm lên mẹ xem nào. Nào cầm lên khoe nào. Sắp đấy.